Kính chào quý vị nha. Tiếp tục hôm nay chương trình của mình là mình sẽ kéo cái cây sứ thứ hai lên nha. Cây sứ kia thì mình kéo rồi. Đó. Giờ tới cây sứ này nha. Thì cái đống ấy thì mình mới trộn nè. Trộn thì cái video cái cây cao kia thì mình cũng có quay giá vị xem thì mình nói lại nha. Mình trộn một phần trấu sống nha, một phần tro, một phần phân bò ấy, với nửa phần sơ dừa thôi. Rồi còn mình lấy thêm một miếng đất trong cái chậu, trong cái chậu mình moi ra ít ở trên cái lớp trên đó, mình moi mình đổ lên. Rồi thế là cái cây cây bây giờ mình sẽ nâng cây thứ hai lên nha, thì mình sẽ quay sát cho bạn xem. Thì lúc trước mình không có cái ba lăng thì mình chỉ nghiêng qua nghiêng lại thì nguy hiểm quá, thì mình sẽ đầu tư cái ba lăng mình kéo lên cho nó chắc ăn, rễ nó không có bị hư. Bây giờ thì mình sẽ kéo gốc này lên. Nãy từ từ nha, bẻ cái chậu nha các bạn. Thì chậu này mình cũng tự mình đổ, nó cũng dày, nó cũng không sao. Còn có tự mình xây nè, mẻ.
Rồi khi mình nâng lên đó thì mình sẽ tỉa những cái rễ nhỏ nhỏ nha, ví dụ như mình chừa lại những cái rễ bự bự cho đẹp nha. Rồi mình kiểm tra mấy cái rễ ở dưới nó bị thúi không, mình cắt bỏ nha. Đó, đó là nãy giờ mình làm cái rễ xứ đó cho quý vị xem đó nha. Thì bây giờ mình sẽ hốt hết cái đất trồng này ra, nó bị lâu ngày nó bị mục, nó dày quá rồi, độ ẩm nó cao hơn nên mình phải hốt ra nha. Xíu thì mình sẽ hốt hết ra rồi cái mình vô lại đất trồng mới cho quý vị xem, chờ chút nha. Rồi mình đã xúc hết rồi, bây giờ mình cho cái chất trồng mới vô nha. Rồi cái chất đồng mới mình cho vô nó nhiều đó, cao hơn cái miệng chậu một xíu là được. Mình nhúp không lên luôn, giá không nổi. Thank you.
Rồi như thế là mình đã làm cây xong cây sứ rồi. Thì mình cho nó đứng lại được rồi. Rồi hôm nay mình làm cây sứ cho quý vị xem nha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, xem thấy thú vị nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông. Còn mình lưu ý quý vị là tốt nhất mà khi mà trước khi nâng sứ á, thì mình hạn chế tưới nước nha, để khô đi. Đến khi mình nâng lên xong á thì mình cũng để khô luôn, khoảng một tuần sau phải tưới nước nha. Một tuần hay 10 ngày sau phải tưới nước. Đó. Vậy để mình để một tuần hay 10 ngày để mình tưới nước, chứ không là tưới nhiều quá là rễ thối nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem nha. Như thế là mình đã nâng xong cây sứ đó. Lấy cái thào rồi cho cái cây kia luôn. Ôi, rồi, như thế là hai cây nhìn cái khá đồng đều đó. Rồi. Hai gốc sứ kỳ cựu quý vị. Rồi, tạm biệt thôi.